Đến hẹn lại gặp nhau. Huyền Trang và Tin Hào xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi bản tin tối ngày hôm nay. Ngoài những tin tức về đời sống và xã hội thì các câu chuyện liên quan đến cuộc sống, công việc của người nổi tiếng vẫn luôn thu hút sự yêu mến của các bạn khán giả. Vì thế đội ngũ biên tập luôn cố gắng để lựa chọn những tin tức hay nhất, hấp dẫn nhất để gửi đến những khán giả thân thương của Tin House. Vậy ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì? Các bạn hãy cùng Huyền Trang theo dõi nhé! Trưa ngày 26 tháng 8, Hòa Minzy vui mừng thông báo đến người hâm mộ việc tốt mà cô vừa thực hiện được, đó là hoàn thành dự án nhận nuôi 100 trẻ em tại Lai Châu và Thanh Hóa. Nữ ca sĩ tự hào chia sẻ trên fanpage, trưa nay có cái này vui lắm này mọi người ơi, có một thông tin tích cực muốn khoe cho mọi người biết nè. Hòa Minzy vừa hoàn thành nhận nuôi 100 em nhỏ tại hai dự án nuôi em Thanh Hóa và dự án nuôi em Lai Châu, giúp các em nhỏ có thể có đủ 3 bữa cơm no mỗi ngày và vui cắp sách tới trường. Cả nhà chia sẻ niềm vui này cùng Hòa nha. Sau đó, cô cũng chia sẻ bài đăng này về trang cá nhân và bày tỏ mong muốn sớm hết dịch để có thể dẫn bé Bo đi làm từ thiện. Dưới phần bình luận, một netizen chê bai nữ ca sĩ khoe khoang: "Em cảm nhận được tấm lòng chị Hòa, nhưng nếu chị biết tiết chế lại một chút thì mọi người sẽ yêu mến chị hơn ạ. Ví dụ những việc từ thiện chị có thể làm âm thầm, phúc báo chị cũng sẽ hưởng mà, đâu cần phải làm gì cũng đăng lên đâu ạ. Cứ âm thầm làm thì công đức mới tại tâm chị ạ." Bà xã thiếu gia Minh Hải liền lập tức đáp trả trước bình luận kém duyên này: "Chị gửi link các bé ở Thanh Hóa, em xem hỗ trợ âm thầm các con nhé. Một em thôi cũng tốt lắm rồi, cảm ơn em nha." Ngay sau đó, người này đã xóa bình luận. Hòa Minzy là một trong những người chăm làm từ thiện trong làng giải trí Việt. Nữ ca sĩ không rầm rộ kêu mọi người quyên góp mà thường bỏ tiền túi ra để ủng hộ. Hành động của bà mẹ một con nhận được lời khen của đông đảo khán giả. Trước thông tin Cao Thái Sơn về Việt Nam, động thái từ phía Na Than Ly cũng rất được công chúng quan tâm khi cả hai vốn được xem là kẻ thù không đội trời chung. Và tất nhiên không nằm ngoài mong đợi và dự đoán của cư dân mạng, cách đây ít tiếng, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Na Than Ly đã bóng gió nhắc đến một người được cho là Cao Thái Sơn. Trong status, Na Than Ly ngầm nhắc lại vụ Cao Thái Sơn từng đăng Facebook nói về việc người thân có thể mang vaccine về để tiêm cho toàn bộ người dân Việt Nam nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu. Đồng thời không quên để lại những lời chỉ trích gay gắt: trên đời này cái thể loại đê tiện hèn mặt ngụy quân tử là cái giống mình ghét nhất. Vaccine Pfizer để trích cho toàn dân như đã phát ngôn trong một cơn ngáo đá đâu rồi. Góp được gì từ đầu dịch đến giờ ngoài việc khua môi múa mép gõ bàn phím ảo ảo rồi, lại xóa. Trước đó, vào tối muộn ngày 1 tháng 7, Cao Thái Sơn đã bất ngờ đăng status thông báo về việc người thân sẽ mang vaccine ngừa Covid-19 về Việt Nam tiêm cho toàn dân trong ít tháng tới. Song sau đó không rõ lý do gì mà Cao Thái Sơn nhanh chóng xóa status đi. Tuy nhiên, fan của Na Than Ly đã nhanh tay chụp lại được dòng trạng thái này và gửi ảnh màn hình cho giọng ca không quan tâm. Ngày sau đó, Na Than Ly đã có màn chế giễu Cao Thái Sơn trên trang cá nhân: "Trời ơi, tôi muốn đi ngủ. Sao cứ bắt tôi nằm nghiêng ráo nước cười một mình như vậy nè? Sơn ơi, anh cạn lời với em rồi. Thật à mà vụ vaccine em xóa lẹ gần bằng cái status 69 giây lúc nãy cơ á. Kỷ lục mới của Thế vận hội lật lọng à. Đóng góp mồm cho cộng đồng mà cũng không xong vậy Sơn." Ngoài ồn ào trên, cư dân mạng cũng rất quan tâm cả hai nam ca sĩ sẽ giải quyết với nhau như thế nào khi đang cùng ở Việt Nam. Được biết trước đó, Cao Thái Sơn từng tuyên bố sau khi về Việt Nam sẽ tìm gặp Na Than Ly để giải quyết mâu thuẫn, thậm chí là sử dụng nắm đấm. Còn Nathan Ly thì cho biết gặp Cao Thái Sơn ở đâu thì sẽ đánh ở đó. Sau khi dịch Covid-19 tái bùng phát, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã ra tay hỗ trợ phát lương thực cứu trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn không tránh khỏi việc vướng vào những đờ drama không đáng có. Ví dụ như vụ bị nói nhận vơ 100 tấn lương thực từ Hà Tĩnh gửi cho bà con thành phố Hồ Chí Minh hồi cuối tháng 7. Bản thân Thủy Tiên đã phải lên tiếng giải thích về vụ việc trên: "Mình ghi rõ bên trên, hàng về đợt này là thực phẩm của người dân Hà Tĩnh quyên góp ủng hộ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tụi mình chỉ là người nhận hàng và hỗ trợ phân phối hàng đến tận tay bà con cần giúp, chứ không phải của mình mua đâu ạ." Mới nhất, bà xã Công Vinh lại tiếp tục bị netizen thắc mắc chuyện phân phát lương thực cứu trợ. Cụ thể, một netizen để lại bình luận: "Chị Tiên xem lại dùm em đã được người bên chị gọi và nói sẽ hỗ trợ, mà giờ một tháng rồi em vẫn chưa thấy gì chị ạ, chị xem lại giúp em nhé." Đáp lại,
Bà xã Công Vinh cho biết thời gian vừa qua, nhà nước siết chặt chỉ thị, yêu cầu mọi người ai ở đâu, ở yên đó nên bản thân không thể đi ra ngoài được nữa. Xin lỗi em nhiều và mong em thông cảm giúp chị. Em có thể gọi tổng đài 1022 để được hỗ trợ lương thực nha. Chúc em nhiều sức khỏe, Thủy Tiên viết trong comment. Từ 0 giờ 23 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh siết chặt chỉ thị giãn cách xã hội và quy định người dân ai ở đâu, ở yên đó. Những trường hợp được lưu thông bao gồm cán bộ, nhân viên y tế, nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, người dân đi tiêm vaccine, nhân viên hệ thống phân phối đều phải mang theo giấy ra đường theo mẫu quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ nổi tiếng là người phụ nữ xinh đẹp, giàu có khiến giới mày râu cũng phải ngưỡng mộ. Khi đang mang hình ảnh đẹp trong mắt công chúng thì cô lại bất ngờ bị nữ YouTube Bình Dương réo tên trên livestream. Mặc dù chưa biết nữ YouTube sẽ tiết lộ điều gì về Lý Nhã Kỳ nhưng hiện tại những lùm xùm trong quá khứ của cô lại bị đào mộ trên mạng xã hội. Đáng chú ý là câu chuyện liên quan đến học vấn của nữ diễn viên vào năm 2011, đây từng là vụ lùm xùm gây xôn xao dư luận. Cụ thể, khi được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch, Lý Nhã Kỳ cho biết cô đã tốt nghiệp trường đại học Trieu ở Đức. Tuy nhiên, ở nước Đức lại không hề có trường đại học nào mang tên này. Giữa lúc vướng nghi vấn nói dối về học vấn, Lý Nhã Kỳ thanh minh với truyền thông rằng tên chính xác của trường đại học này là Alexander Weigand, còn cái tên Trieu chỉ là cách chơi chữ. Nhưng bất ngờ hơn là khi tìm cụm từ Alexander Weigand trên Google thì không hề xuất hiện kết quả nào về trường đại học, cao đẳng. Chỉ có một kết quả duy nhất liên quan đến trường học nhưng lại là trường Alexander Weigand chuyên huấn luyện chó. Về những nghi ngờ xoay quanh bằng cấp, Lý Nhã Kỳ từng trả lời rằng ngôi trường đại học cô tốt nghiệp đã được Bộ Văn hóa và Cục Hợp tác Quốc tế kiểm định, xác nhận. Tại thời điểm đó, ông Trần Nhất Hoàng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng chia sẻ với truyền thông rằng thông tin về bằng cấp của Lý Nhã Kỳ là chính xác. Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đăng tải clip thay đồ tại nhà nhưng tưởng tượng mình đang đi du lịch và dí dỏm chia sẻ. Ở nhà thêm 2 tuần, cô gái mang đồ ra mặc và đi du lịch tại nhà luôn. Mỗi ngày một niềm vui. Dưới clip, nhiều người dành lời khen phong cách cá tính của Kỳ Duyên. Nhưng bên cạnh đó, có một bình luận chỉ trích nàng hậu chỉ mải làm màu, khuyên cô nên đi giúp người dân giống như những người nổi tiếng khác. Không chịu được ý kiến chỉ trích so sánh khập khiễng, Kỳ Duyên lên tiếng đáp trả, tôi không biết bạn đã giúp được việc gì chưa? Còn tôi thì ít nhất luôn truyền những năng lượng tích cực tới cho mọi người chứ không như bạn vào phán xét một cách vô nghĩa khi chưa hiểu gì về người khác. Tôi tự biết mình đã và sẽ làm gì cho đúng mà không hổ thẹn. Làm việc tốt là ở quan điểm mỗi người, đừng mang ra đong đếm để tạo áp lực cho ai cả. Dịch giã mệt mỏi lắm rồi, đừng soi mói, sân si cho nhẹ nhàng đi bạn. Câu trả lời đầy văn minh và thuyết phục của Kỳ Duyên khiến netizen kia lập tức tắt điện, loạt khán giả đồng tình. Kể từ khi đăng quang đến nay, Hoa hậu Việt Nam 2014 thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tháng 10 năm 2020, khi bão lũ xảy ra tại miền Trung, nàng hậu cùng Minh Triệu đích thân đến tận nơi để san sẻ khó khăn với người dân. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên thường xuyên cập nhật tình hình hỗ trợ. Cô tiết lộ đã có lúc thuyền bị lật khi đi giúp đỡ bà con. Nàng hậu và Minh Triệu đã phải ngâm mình trong dòng nước lạnh, phải bám vào vách tường để giữ vững thăng bằng. Đến tháng 4 năm 2021, Kỳ Duyên và Minh Triệu đến Quảng Nam để mua dê giống tặng người dân khó khăn tại hai xã Trà Cang và xã Trà Tập, huyện Nam Trà My. Mỹ Nhân 9X cũng quyết định trích toàn bộ số tiền 100 triệu nhận thưởng từ chương trình sau nhập ngũ để xây một căn nhà chống lũ, tái thiết cuộc sống cho bà con. Hoa hậu Kỳ Duyên vừa có hành trình hơn 150 km từ Đà Nẵng về vùng xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khu vực bị sạt lở nặng khiến hàng trăm hộ dân bị mất nhà. Hoa hậu quyết định dành toàn bộ số tiền thưởng 100 triệu đồng từ chương trình sau nhập ngũ để xây nhà chống lũ. Trường hợp được Kỳ Duyên lựa chọn là anh Hồ Văn Làm, hiện đang ở nhà bố mẹ để lại, có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Thế nhưng anh này từng hai lần liên tiếp nhường suất hỗ trợ của địa phương cho hàng xóm, hành động khiến Kỳ Duyên xúc động. Mặc dù là hoàn cảnh rất là khó khăn và tại vì đi vào trong nhà là đến giờ là mình thấy là không có một cái gì gọi là giá trị cả, không có một cái gì luôn. Nhưng mà người ta cũng kiểu như là
mặc dù là khó khăn như vậy nhưng mà người ta vẫn cố gắng để dành cái sự giúp đỡ dành cho những cái người già không có được cái sức khỏe lao động. Mặc dù thì gia đình anh làm bây giờ thì nói chung là hai vợ chồng cũng trẻ và hai vợ chồng cũng vẫn có thể làm nương làm rẫy được. Thì ngày hôm nay thì nói chung là những người tốt thì người ta sẽ được gặp được những cái điều tốt đẹp thôi. Và trước sau gì thì hôm nay đến ngày hôm nay thì nhà gia đình anh làm cũng đã được nhận được cái sự giúp đỡ rất là xứng đáng như thế. Trong không gian giản dị của lễ khởi công đặc biệt ở một xã vùng cao Quảng Nam, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng đại diện chính quyền đã chính thức trao tặng căn nhà chống lũ cho hộ gia đình Hồ Văn Làm. Theo chính quyền xã Trà Cang, sau trận lũ gây sạt lở nghiêm trọng năm 2020, địa phương đã chuyển đến toàn bộ các hộ dân có cửa hỗ trợ vật chất để ổn định cuộc sống. Trân trọng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, song chính quyền xã vùng cao này hy vọng nhận được những sự giúp đỡ lâu dài, bền vững để người dân yên tâm an cư lạc nghiệp. Thì vấn đề này thì phải bàn đến vấn đề xóa nhà tạm của nhân dân. Tại vì thực tế trên địa bàn cũng còn rất là nhiều hộ nghèo. Nhà thì tạm bợ. Điều kiện làm nhà thì còn hạn chế và chưa có khả năng làm mới nhà ở. Nên là vấn đề mà tôi đề xuất thì mong là những đơn vị hảo tâm, các nhà hoạt động thực hiện chú trọng hơn về công tác đầu tư những cái thứ mà những cái mà nó mang tính chất ổn định lâu dài mà bền vững, ví dụ như nhà ở hoặc là sinh kế. Từ căn nhà sập sệ với điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, gia đình anh Hồ Văn Làm sẽ được đón nhận nhà chống lũ an toàn và rộng rãi hơn trong vòng một tháng tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin giải trí Tin House vào tối ngày hôm nay. Nhưng chắc chắn tối mai chúng mình sẽ quay trở lại cùng các bạn với những tin tức còn thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xin chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Và đừng quên hãy ấn like, share và theo dõi chúng mình trên kênh để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những số tiếp theo của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!